Xin chào tất cả anh em trong diễn đàn và những anh em đang học lập trình PHP. Thì hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu bài trước thì tôi đã nói về chức năng của hàm. Thì bài hôm nay tôi sẽ tiếp tục với các bạn với phần object. Chúng ta sẽ học phần mảng của các đối tượng và lớp. Thế thì tôi mở một file mới để khai báo, tôi gọi là lớp 1. Đây, file lớp 1 nha. Các bạn đã nghe cái thuật ngữ là hướng đối tượng ở trong lập trình PHP. Thế thì với cái nhớ rất nhiều cái sách cũ hoặc cũng như là mã nguồn cũ thì chúng ta thường lập trình một cách cấu trúc, tức là một chương trình có nhiều cấu trúc và có hàm, viết một cách là đơn lẻ, chưa được đóng gói vào. Vậy thì những cái đối tượng đó, người ta những cái cách làm như vậy, người ta gọi là lập trình cấu trúc hay tuần tự. Còn lập trình hướng đối tượng thì khái niệm này nó cũng rất là trừu tượng, nhưng mà nếu chúng ta quan sát bài học này thì chúng ta cũng thấy là nó cũng không đến nỗi khó quá. Bài học này nhằm mục đích cho các bạn là chúng ta đã chưa kinh qua lập trình hướng đối tượng mà chúng ta mới hiểu biết về các thuật toán cũng như là lập trình cấu trúc. Thế thì qua bài học này thì chúng ta sẽ hiểu rõ bản chất của hướng đối tượng như sau. Có nghĩa là chúng ta sẽ đóng gói, gói gọn cái phương thức cũng và dữ liệu vào trong một lớp. Thì phương thức ở đây là những cái hàm thao tác trên dữ liệu đó. Và trong cái lớp đó thì nó sẽ lưu trữ được các kiểu dữ liệu, đồng thời thao tác trên nó như thế nào chúng ta sẽ quan sát hiện như sau. Để khai báo lập trình hướng đối tượng thì người ta sử dụng cái từ khóa class. Đó. Tôi gọi lớp này là lớp con hay lớp cha. Lớp cha tức là lớp cái lớp đầu tiên ấy. Đó. Lớp cha. Lớp này thì phương thức của nó như sau. Kiểu dữ liệu như sau. Biến thứ nhất tôi ghi là nhóm máu. Nhóm máu ở đây ta gán luôn bằng ô. Nhóm máu ô. Đúng không? Đấy. Nhóm máu. Thế thì khi mà ta khai báo như này thì chúng ta thấy là nó sẽ không chấp nhận mà chúng ta phải khai báo một từ khóa như sau. Tôi sẽ giới thiệu lần lượt các từ khóa private. Từ khóa này có nghĩa là che kín trong bên trong. Thế còn tức là nhóm máu này nó sẽ là tôi ghi là nhóm máu bằng ô. Đấy. Nhóm máu bằng ô public tóc xoăn. Tóc thì bằng tóc xoăn. Cái này nhá, chúng ta chú ý bằng tóc xoăn. Cha có mái tóc xoăn, có nhóm máu ô public. Tôi sẽ nói là public. Thêm một cái nữa. Rồi, màu mắt bằng bằng mắt là mắt nâu. Đó. Rồi da. Da đây tôi cho một từ khóa là protect. Đó. Da bằng da đen.
Rồi. Đây là lớp trà đã có được gắn sẵn, đúng không các bạn? Thế bây giờ các bạn nhìn thấy này, lớp trà này có 3 kiểu biến khác nhau: private, public, public và protect. Đợi tôi tắt cái điều hòa cái lạnh quá. Rồi. Và đến bây giờ thì có một hàm để in ra các thuộc tính của cha. Đấy, hàm in ra các thuộc tính của cha tôi gọi là public function. Không, tôi giải thích ý nghĩa sau của những kia. Đây là tôi ghi là hàm này là đặc tính. Đấy, các bạn chú ý nha. Private thì khi nhóm máu này chỉ được truy xuất trong cái lớp trà thôi. Còn public thì nó sẽ được truy xuất ở ngoài cái lớp, tức là được lấy ở trong ngoài, lấy ở ngoài lớp hoặc lấy ở trong lớp tùy. Có nghĩa là public là được từ cái lớp cơ sở lớp cha cho đến lớp con sau này chúng ta kế thừa. Còn protect là lớp này là cái thuộc tính hay ta gọi là biến da này, nó được cả nằm trong lớp con và được truy xuất bởi lớp kế thừa. Đấy, hay còn lớp gọi là lớp dẫn xuất. Thế ở đây tôi in ra như sau: echo đấy, người này có nhóm máu Z, nhóm máu. Chúng ta chú ý nha, khi viết ra thì chúng ta viết như này. Đấy. Z này, Z là gì? Tôi giải thích. Z là con trỏ chính lớp cha. Con trỏ chính lớp cha có nghĩa là bản thân cái lớp cha. Các bạn hiểu chưa? Nghĩa là Z ở đây có nghĩa là trỏ đến chính cái lớp cha này. Chính cái lớp cha này. Đấy, nó sẽ trỏ đến chính cái lớp cha này, nhóm máu này, tiếp theo này, và mái tóc zip tóc, đúng không? Rồi, nhóm máu phải tôi cho vào đây. Đấy, tóc này cùng với làn da, là zit da. Đấy, và tôi đấy, chúng ta thấy là sau khi mà ta truy xuất thì cái hàm đặc tính này nó sẽ lấy tất cả các biến bên trong của lớp cha. Thế thì bây giờ đến lượt ở đây chúng ta sẽ có là làn da, tiếp tục là màu mắt. Thôi ta chỉ cần đến đây thôi. Rồi. Ok nhá. Đấy là đặc tính như vậy. Thế thì khi mà chúng ta sang một cái lớp nữa, tôi khai báo đây là lớp con. Lớp con. Con. X, từ khóa extension lớp cha. Đấy. Lớp cha. Thế các bạn nhìn thấy này. Function kết hợp với dữ liệu đều gói gọn trong cái ngoặc đơn mở, ngoặc đơn đóng. Đấy, nó gói gọn trong này. Tức là function này chỉ làm việc trên các biến này thôi. Đúng không các bạn? Đến ở lớp con. Lớp con ở đây thì thêm chỗ là mũi.
Rồi, ta khai báo là public mũi. Đấy. Rồi. Mũi bằng mũi cao. Mũi cao. Đấy. Và bây giờ là in ra. Nhá các bạn chú ý nhá. Tôi sẽ giải thích qua từng bài một, mỗi bài nó có một cái hay riêng. Ở đây này chúng ta chú ý này. Hàm này có nhiệm vụ thao tác trên các dữ liệu đây. Như dữ liệu private thì nó chỉ được nằm trong hàm này thôi, ở trong lớp cha thôi. Dữ liệu public thì được lên đến lớp con và bên ngoài. Dữ liệu protect thì được thể hiện trong được truy xuất bởi cái lớp này, tức là được thao tác bởi lớp này cũng được và bởi lớp con cũng được. Đấy, lớp dẫn xuất của nó. Dẫn xuất là gì? Là lớp con được extend từ lớp cha, người ta gọi là dẫn xuất, hay lớp con được kế thừa từ lớp cha. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho một hàm là function. Đấy, function là đặc tính lớp con. Ở đây tôi cho là public. Public. Ok. Xuống đây. Các bạn nhìn nhá. Lúc này tôi chưa nói đến hàm constructor đâu, tôi đang nói về tính kế thừa để các bạn thấy là các từ khóa nó sẽ liên quan như thế nào. Rồi bây giờ này, đặc tính lớp con thì cũng phải được in ra test. Tôi ghi là print. Các bạn chú ý nhá. Cái hàm này và hàm echo này. Cái lệnh echo và lệnh này đều in ra cái kiểu giống nhau. Đều in ra màn hình. Tôi ghi là người này có đấy, bây giờ nhóm máu là bây giờ các bạn nhìn là zip này. Xem nhóm máu không có đúng không? Màu. Đấy. Bây giờ nó hiện lên là gì? Là mắt và mũi. Đấy, nó kế thừa đúng chưa? Mắt này. Mắt mũi nó kéo dịch lên nha các bạn nhìn nha. Màu mắt. Đấy, rồi. Mũi cao. Mắt nâu. Da đen. Mũi. Đấy. Mũi thì nó nằm ở đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy nhá. Khi mà chúng ta chọn cái này thì lúc này M thôi thì mắt và mũi ở hai chỗ này giống nhau. Mũi này đã khai trong cha rồi thì con chỉ cần thêm mắt trong cha rồi thì con không cần phải khai mắt nữa mà con chỉ khai mũi thôi. Đấy. Nó chỉ khai mũi ra thôi, đúng không? Thế thì lúc này ta chọn màu mắt nhóm máu thì không có rồi. Nhóm máu là không thể truy xuất được. Đúng không các bạn? Vậy thì các bạn muốn truy xuất được thì các bạn lúc này các bạn phải thay từ khóa ở đây là protect hoặc là public. Đấy. Thì lúc này nó sẽ là zip. Đấy, nhầm. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó đã ra đúng không? Rồi. Tiếp tục này. Echo. Chúng ta ở đây ta chấm một cái nhé. Echo này. Người này có làn da là chấm zip da. Đấy. Đúng không? Mũi này. Bây giờ ta bổ sung một thuộc tính nữa. Echo. Echo nhé.
Người này có làn da rồi, có màu mắt rít, màu mắt đấy, có nghĩa là những lệnh này đều tương đương nhau. Các bạn chú ý nha, tôi viết thế để tôi cố tình để cho chúng ta hiểu là lúc print, lúc thì echo print động cái print này chúng ta đọc là pin nhá, âm a âm câm print chứ không được đọc là print, nhớ chưa? Đấy. Rồi. Chúng ta được nhóm máu này, mắt da này, mũi này. Echo. Người này có mũi này. Hai chấm. Đấy, zip. Mũi. Đấy là chúng ta thấy này. Khi người con được sinh ra bởi người cha nhưng lại thêm một thuộc tính là mũi cao. Và chúng ta thấy là public thì được truyền xuống dưới nhưng private thì không được truyền xuống dưới. Tức là con không thể có cái thuộc tính bị lặn được vì nó ẩn ở trong đất cha. Tức là private, nếu chúng ta khai báo đây là private như lúc đầu ấy thì những thuộc tính trong đất cha sẽ bị ẩn ở đây và không làm được, không có cách gì lấy được. Mà muốn lấy được thì chúng ta lại phải dùng một hàm khác để ta in ra nó trong 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 đây. Và bây giờ cuối cùng ta cách sử dụng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lớp. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. M bằng new lớp cha. Đấy. M đặc tính, in đặc tính đúng không? Rồi N bằng new lớp con, new con, và N ở đây là đặc tính, đặc tính lớp con. Các bạn quan sát hiện tượng nhé. Ở đây chúng ta thấy này. Tôi khai báo lập trình lớp hai lớp rõ ràng. Nhưng khi gọi ra thì chúng ta phải sử dụng từ khóa new. Lớp cha, new lớp con. Thế thì trên này chúng ta là khuôn mẫu thôi. Chúng ta là làm khuôn mẫu thôi. Nhưng khi ở dưới lúc ta chạy nó mới sinh ra một cái object, sinh ra object. Mỗi một lần new là một object, còn trên gọi là lớp. Đấy. Mỗi một lần new nhá, chúng ta ghi này. Lớp cha sinh ra một lớp con, à một đối tượng object. Object cha là biến m. Đấy. Còn đây là lớp con sinh ra một object là n. Đây. Dòng này chứ, đúng không? Tôi copy xuống dòng dưới cho các bạn dễ nhìn nhé. Copy. Đấy. Được chưa? Bây giờ ta chạy này. Ta chạy để lấy đường dẫn, sau đó ta lắp vào đây. Tôi sẽ lắp vào đây. Đó. Tôi lắp vào đây. Tôi gọi là lớp 1. Lớp 1. .php. Ờ, bây giờ tôi chạy này. Đấy. Nó sinh ra. À, bây giờ tôi muốn nó khác nhau thì tôi cho một cái echo ở đây. Cho echo chỗ này nhé, thì nó xuống dòng. Echo BR. Đấy. Khái niệm lập trình hướng đối tượng là
Nó như này, chúng ta chú ý lúc này ta chỉ cần m bằng new thôi, new new sinh ra object. Bây giờ chúng ta chạy. Đấy, người cha này, còn đây là người con này. Đấy, người con. Thì trong người con này mà chúng ta viết kiểu này nữa thì nó xuống dòng thôi, đúng không? Ta chạy vào đây, ta chạy chạy đây, chọn lại echo better, đúng không? Đấy, echo. Đấy, đây cũng thế, echo back, đúng không? Đấy, rồi đây cũng echo better. Đây echo better. Thì chúng ta nhìn là lớp con nó sẽ trình bày theo hàng. Chắc tôi vừa động vào cái gì để cho nó ở chỗ này. Đấy. Ok. Xong. Bây giờ ta chạy nhá. Đúng không? Đấy. Phần trên là của lớp cha thôi. Còn từ đây là giống nhau. Bây giờ ta sẽ viết là cái chỗ lệnh đây. Tôi thêm là. Để tôi phân biệt là. Đây là thuộc tính của lớp con. Các bạn có thể cho BR tại đây để cho nó nhảy xuống. Đấy. Lớp con là từ chỗ này. Đúng không? Kế thừa lớp cha là nhóm mẫu O thì đây con cũng O. Đúng các bạn nhỉ? Da đen thì đây cũng da đen, mắt nâu cũng nâu, mũi là không. Mũi ở đây là của lớp con, chỉ thêm một thuộc tính mũi thôi. Đấy. Thế thì đây là bài cơ bản ban đầu của lập trình hướng đối tượng mà thôi, chứ chưa đầy đủ. Thì vì là kiến thức thì nó rất là dài, cho nên là tôi sẽ chia nhỏ bài ra rất nhiều để làm các ví dụ khác nhau. Mỗi một ví dụ thì tôi nói một cái ý nghĩa của nó riêng. Thì ở đây chúng ta đã thấy là chúng ta đã có một ví dụ về lớp cha và lớp con. Và ví dụ này tôi cũng nói ý nghĩa này. Protect là được áp dụng xuyên suốt các lớp. Public là áp dụng xuyên suốt các lớp, nhưng lại thêm ở ngoài, truy xuất bên ngoài nữa. Còn private ấy, thì nó chỉ ở cái lớp bên trong chính lớp đấy thôi. Và lớp tất cả các bạn chú ý như thế cho tôi nhé. Đấy. Thậm chí đây, tại sao nó truy xuất bên ngoài đây? Tôi chọn mũi cao nhé, tôi chỉ cần này. Echo người con có mũi là. Đấy. Thì tôi chỉ cần viết là chấm ở đây biến n mũi. Đấy. Các bạn nhìn thấy là đây là bên ngoài rồi. Khi nó ra ta có thể lấy ở bên ngoài luôn đối tượng. Chỉ cần đối tượng chọn đến cái đấy, nó được viết ở bên ngoài lớp, không cần bên trong. Thì ta chạy nó cũng ra mũi cao. Đúng các bạn. Thế thì chúng ta qua cái bài học này tôi làm rất chậm để các bạn hiểu. Hiểu như vậy. Cả lớp hiểu chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ nâng cấp các bài lên. Qua đây chúng ta sẽ nâng cấp các bài lên. Bài học đến đây.